Chào mừng quý vị đến với khóa học trực tuyến Kỹ năng tư vấn sản phẩm. Trong khóa học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hai nội dung chính: lựa chọn hệ thống sơn cho hồ vữa, ước tính chi phí sơn nhà. Việc ước tính chi phí sơn nhà chủ yếu căn cứ trên 3 yếu tố: diện tích thi công, chi phí trên mét vuông, chi phí tối ưu. Cách đơn giản nhất để ước tính sơ bộ diện tích ngoài trời cho một công trình là căn cứ vào chiều ngang, chiều sâu và chiều cao công trình. Với diện tích trong nhà, sẽ tùy vào cách ngăn phòng theo tính chất công trình mà diện tích ước tính cho tường bên trong sẽ có khác biệt so với bên ngoài. Để tính được chi phí theo mét vuông, chúng ta cần căn cứ vào độ phủ lý thuyết của sản phẩm. Độ phủ lý thuyết thường được thể hiện bằng số mét vuông đạt được trên 1 lít hoặc kg sản phẩm trên số lớp thi công. Một điểm đặc biệt quan trọng là chỉ số độ phủ giữa các dòng sản phẩm không như nhau, thậm chí là có sự khác biệt đáng kể. Như vậy, giá thành trên bao bì sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Giá sản phẩm cần sử dụng để ước tính chi phí phải là giá sản phẩm trên mét vuông. Để ước tính giá thực tế sản phẩm trên mét vuông thì ngoài chỉ số độ phủ lý thuyết ra, chúng ta sẽ phải ước tính hao hụt dự trù trong quá trình thi công do văng sơn, khác biệt dụng cụ thi công, chất lượng bề mặt thi công, sơn động trong cọ, rulo, thùng sơn, v.v. Mức độ hao hụt nhiều hay ít sẽ tùy thuộc vào cách thi công trong thực tế. Tỷ lệ hao hụt phổ biến nhất thường dao động ít nhiều hơn 15%. Và sau cùng, chi phí tính theo mét vuông sẽ cấu thành từ bột trét, sơn lót, sơn phủ và chi phí nhân công. Liên quan đến chi phí đã đề cập ở trên, nếu phân tích sâu hơn, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy sự khác biệt lớn nhất về chi phí giữa hệ thống sơn cao cấp và sơn thông thường rơi nhiều nhất vào phần sơn phủ. Xét về ngắn hạn, sự khác biệt này chỉ giúp tiết kiệm một phần chi phí nhất định cho công trình. Tuy nhiên, việc tối ưu hóa chi phí không chỉ cấu thành từ giá ban đầu mà còn phải tính đến các yếu tố khác như thời gian sử dụng, sự cố phát sinh về sau và kể cả uy tín của nhà thầu thi công. Chi phí cho việc sơn lại để khắc phục sự cố công trình gần như tương đương so với lúc sơn mới lần đầu. Đến đây, có thể đi đến kết luận, việc thi công sơn thông thường chỉ tiết kiệm chi phí trong vài ba năm đầu. Còn xét thêm các yếu tố khác về dài hạn, thì chi phí sơn lại sẽ đội giá thành hệ thống sơn thông thường lên cao hơn gấp bội so với hệ thống sơn cao cấp. Tóm lại, việc ước tính chi phí sẽ căn cứ vào 3 yếu tố: diện tích, chi phí trên mét vuông và chi phí tối ưu. Về ngắn hạn, khác biệt chi phí giữa hệ thống sơn cao cấp và thông thường rơi nhiều nhất vào công đoạn sơn phủ. Về dài hạn, cần xác định rõ thời gian sử dụng để không bị đội chi phí gây ra bởi quá trình sơn lại.